Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đến với điểm tin 24 giờ được phát sóng vào lúc 20 giờ trên Tamna Media. Và sau đây sẽ là những nội dung chính của ngày 3 tháng 9. Cảnh sát đang truy nã người đàn ông có tình nghi lạm dụng trẻ em. Biến chủng MU có nguy cơ kháng vaccine đã lan tới 43 nước. Tại thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam đã ra mắt tổng đài hỗ trợ điều trị F0 tại nhà. Có 306 trường hợp nhiễm coronavirus mới ở Cộng hòa Séc vào thứ Năm. Đây là mức tăng hàng ngày cao nhất trong vài tuần qua. Và ngày hôm qua, các trạm lấy mẫu xét nghiệm đã thực hiện 56.477 xét nghiệm PCR và 43.177 xét nghiệm antigen. Trong đó, họ đã phát hiện ra 306 trường hợp dương tính với coronavirus. Hiện có 56 người nhập viện do nhiễm COVID-19, trong đó có 10 người đang ở trong tình trạng nghiêm trọng. Và ngày hôm qua, có 1 ca tử vong do coronavirus, nâng tổng số ca tử vong lên 30.405 ca. Và ngày hôm qua, các nhân viên y tế đã tiêm được cho 17.721 liều vaccine. Theo như thông báo của Bộ tài chính công của Séc sẽ không giảm nợ công ngay như dự kiến ban đầu. Hội đồng Ngân sách Quốc gia đã xác định các dự toán của mình. Theo đó, vấn đề nợ nần lớn sẽ chuyển sang những năm 2026 đến năm 2027. Vào thời điểm đó, nền kinh tế của nhà nước theo tính toán có thể đạt ở mức nợ công 55% GDP. Và ngay lúc đó, chính phủ sẽ phải đưa ra dự thảo ngân sách cân bằng hoặc thặng dư. Một thanh niên 15 tuổi bị bắt giữ do tội tấn công và cướp tiền một người cao tuổi, một người tàn tật và cố tình trộm tiền từ hòm tiền quyên góp để làm từ thiện tại Forum Nova Karolina Ostrava. Nam thanh niên 15 tuổi đã từng gặp vấn đề về pháp luật, do đó đã phải ở trong trường giáo dục đặc biệt ở vùng Ostrava. Tuy nhiên, sau một cuộc đi dạo, cậu ta đã trốn mất. Do cần tiền, lần đầu tiên vào ngày 24 tháng 8, tại Marianske Hory, thanh niên này đã tấn công một người già 72 tuổi, cướp túi cùng với 2.000 korun và giấy tờ của người cao tuổi. Thanh niên này đã cố cậy hòm tiền từ thiện nhưng không thành, do đó nam thanh niên đã chọn mục tiêu là một người tàn tật 39 tuổi. Sau khi quan sát một lúc, cậu thanh niên đã tấn công và cướp đi khoảng 2.000 korun của người tàn tật đó. Cảnh sát đã điều tra và đã khởi tố buộc tội nam thanh niên với hành vi hung hãn, với tội cướp tài sản, cố ý ăn cắp và cản trở việc thi hành công vụ. Nam thanh niên do chưa đến tuổi vị thành niên nên sẽ đối mặt với một nửa mức án thông thường, tức là 5 năm tù giam. Cảnh sát hình sự Trung Séc đang tìm kiếm một người đàn ông Milan Benes, 41 tuổi, do nghi ngờ ông phạm tội bạo lực nghiêm trọng về đạo đức đối với một trẻ vị thành niên. Vào ngày 27 tháng 8 2021, Cảnh sát hình sự Trung Séc đã thông báo truy tìm một người đàn ông 41 tuổi. Người này bị nghi ngờ phạm tội bạo lực đạo đức nghiêm trọng đối với trẻ vị thành niên. Người đàn ông được nhìn thấy lần cuối cùng ở vùng Beron. Anh ta có thể di chuyển trên khắp Cộng hòa Séc. Tuy nhiên, các mối quan hệ của anh ta chủ yếu là ở Louny, nơi anh ta có hộ khẩu thường trú với gia đình. Chính xác kẻ truy nã bị tình nghi phạm tội gì, cảnh sát chưa thông báo cụ thể. Người đàn ông tình nghi Benes có dáng người đậm, cao 1m65 đến 1m70, có mái tóc ngắn màu nâu xám. Nếu bất kỳ ai có thông tin nào về kẻ bị truy nã này, vui lòng báo cáo đến đường dây nóng 158 hoặc trực tiếp gọi cho cảnh sát ở vùng Trung Séc qua số điện thoại 727-869-638. Cuộc xem lát tắc mới của Tamda Foods ngay thế nào? Chipsy Crazy Bakery Sticks 60g chỉ với giá 11,90 kurun hay các loại bánh khác với giá siêu hấp dẫn. Hãy cùng thử làm bánh gối với Manduskin chỉ với giá 21,50 kurun tròn 150g. Quá tuyệt vời phải không nào? Ga giặt quần áo, nước xả vải từ thương hiệu Yelen chỉ với giá 200 kurun cho 3,6 lít. Đặc biệt, cứ khi mua 25 cút Spring Glass trúng ngay máy chơi game Xbox sành điệu hay hàng chục giày thể thao. Thông tin chi tiết xin truy cập website tamda.eu. Biến chủng MU đang được WHO theo dõi sát đã lan tới 43 quốc gia trên thế giới, giữa lúc các chuyên gia quan ngại chủng này có nguy cơ kháng vaccine COVID-19. AFP dẫn phát biểu ngày 2 tháng 9 của Cơ quan Y tế Colombia, Marcela Mercado cho hay, biến chủng MU lần đầu được phát hiện ở quốc gia Nam Mỹ hồi tháng 1, hiện là chủng chiếm ưu thế ở Colombia và là nguyên nhân đằng sau đợt bùng phát dịch chết chóc nhất ở nước này. Theo quan chức Mercado, biến chủng MU được cho là đã gây ra làn sóng lây nhiễm thứ 3 từ tháng 4 đến tháng 6 ở Colombia. Trong giai đoạn này, Colombia ghi nhận 700 ca tử vong mỗi ngày và gần 2/3 trong số những người thiệt mạng dương tính với biến chủng MU.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã cho biết MU tên khoa học là B1621 là biến chủng cần được quan tâm. WHO cảnh báo MU có nguy cơ kháng vaccine và các nghiên cứu sâu hơn sẽ cần được thực hiện để hiểu về chủng này. Taliban tuyên bố Afghanistan đã bước sang kỷ nguyên mới. Taliban sắp cho ra mắt chính phủ mới điều hành đất nước với nhiều lời cam kết đã được đưa ra. Nhiều nguồn tin cho biết việc thành lập chính phủ có thể diễn ra sớm nhất trong ngày hôm nay, ngày 3 tháng 9. Cũng đúng thời gian này, Taliban đang đẩy mạnh các cuộc tấn công lực lượng phản kháng tại thung lũng Panjshir sau khi đàm phán thất bại. Hãng tin Reuters vừa phát đi những hình ảnh sản xuất cờ Taliban nền trắng chữ đen với số lượng lớn, được cho là chuẩn bị để cho lễ ra mắt chính phủ mới. Trong khi hãng AFP dẫn lời hai chỉ huy Taliban cho biết, chính phủ Afghanistan mới sẽ được thành lập sớm nhất trong ngày hôm nay. Thế giới đang rất chờ xem chính phủ mà Taliban thành lập sẽ như thế nào, liệu có bao trùm cả thành phần chính phủ cũ, các nhóm sắc tộc khác nhau, cũng như có nữ giới tham gia hay không. Xa hơn nữa, họ xem chính phủ mới có giữ được những lời cam kết mà Taliban đưa ra mới đây là đảm bảo công dân có thể rời đi khi họ muốn. Các quyền của phụ nữ được tôn trọng, các nhóm khủng bố không có cơ hội sinh sôi tại Afghanistan. Một phần tử cực đoan có cảm tình với IS đâm bị thương 6 người tại siêu thị ở New Zealand, sau đó bị cảnh sát bắn chết. Vụ đâm dao xảy ra tại siêu thị Lynmore ở Auckland, New Zealand hôm nay và được giới chức nước này xác nhận là một vụ tấn công khủng bố. Nghi phạm là một phần tử cực đoan có cảm tình với phiến quân nhà nước Hồi giáo IS tự xưng và đang nằm trong danh sách giám sát của cảnh sát New Zealand. Nghi phạm bước vào siêu thị với lấy một con dao trên kệ trưng bày và tấn công khách mua sắm, khiến ít nhất 6 người bị thương, trong đó có 3 người bị thương nặng. Viên cảnh sát được cử giám sát nghi phạm lập tức rút súng và bắn hạ anh ta chỉ 60 giây kể từ khi vụ đâm dao bắt đầu. Kẻ tấn công được xác định là một công dân Sri Lanka nhập cư vào New Zealand từ năm 2011. Anh ta bị cảnh sát New Zealand liệt vào danh sách đối tượng có thể bị đe dọa an ninh quốc gia từ năm 2016. Một vụ tai nạn máy bay nghiêm trọng vừa xảy ra vào ngày hôm qua ngày 2 tháng 9 ở bang Connecticut, Mỹ đã làm ít nhất 4 người thiệt mạng và 2 người khác bị thương. Theo thông tin từ các phương tiện truyền thông Mỹ, chiếc máy bay xấu số đã đâm vào tòa nhà thuộc tập đoàn của cựu Tổng thống Donald Trump. Vào thời điểm xảy ra vụ việc, trong tòa nhà có khoảng 100 người đang làm việc. Các đoạn hình ảnh được đăng tải trên mạng cho thấy mảnh vỡ của máy bay đang bốc cháy bên ngoài một tòa nhà ở Farmington. Hai phi công và hai hành khách trên máy bay đã thiệt mạng. Chiếc máy bay phản lực dòng Cessna Citation 560X cất cánh từ sân bay tại khu vực Pleasant Villa tại bang Illinois trước khi gặp nạn. Cơ quan an toàn hàng không Mỹ hiện đang điều tra về vụ tai nạn. Tuy nhiên, nguyên nhân ban đầu tai nạn được cho là do lỗi kỹ thuật. Bà Yam Saki đã đả kích một phóng viên nam khi được hỏi tại sao ông Biden ủng hộ quyền phá thai. Ông ấy tin đó là quyền của phụ nữ và đó là cơ thể và sự lựa chọn của họ. Bà có nói thêm. Câu trả lời trên được thư ký báo chí Nhà Trắng Yam Saki đưa ra sau khi nhận được câu hỏi của một phóng viên nam về việc tại sao Tổng thống Biden có thể ủng hộ quyền của phụ nữ được lựa chọn có phá thai hay không, bất chấp đức tin công giáo của ông. Nạo phá thai là một trong những chủ đề trọng tâm trong buổi họp báo hôm 2 tháng 9, một ngày sau khi luật phá thai hà khắc đi vào hiệu lực ở Texas. Điều luật này cấm phá thai từ khi phát hiện hoạt động của tim thai, tức là từ tuần thứ 6. Ông Biden cũng cam kết rằng chính quyền sẽ làm việc để bảo vệ án lệ Roe kiện Wade, quyết phán của Tòa án Tối cao Mỹ năm 1973 hợp pháp hóa việc phá thai ở Mỹ. Thống đốc bang New Jersey, ông Phil Murphy vào ngày 2 tháng 9 cho biết bang này ghi nhận ít nhất 23 người chết vì bão Ida. Trong khi đó, cảnh sát New York đã thông báo ít nhất 12 người tại thành phố thiệt mạng, bao gồm một người mắc kẹt ở trong ô tô và 11 người sống trong những căn hộ dưới tầng hầm ngập nước. Trung tâm bão quốc gia Mỹ cảnh báo về khả năng xảy ra lũ quét nghiêm trọng và đe dọa tính mạng từ hôm 31 tháng 8, nhưng Thống đốc New York Kathy Hochul và Thị trưởng New York Bill de Blasio cho biết sức mạnh của cơn bão khiến họ bất ngờ. Một số tuyến cao tốc bị ngập lụt, nước tràn vào khu vực tàu điện ngầm, khiến ít nhất 17 chuyến tàu bị mắc kẹt và phải tạm dừng hoạt động. Nhiều khu vực tại bang New Jersey, Pennsylvania, Massachusetts và đảo Rose đã ghi nhận lượng mưa lên tới hơn 23 cm. Giới chức cho biết ít nhất 5 người tại bang Pennsylvania đã thiệt mạng, bao gồm một trường hợp vì cây đổ và một người chết đuối trong ô tô sau khi giải thoát cho vợ. Các
Các cơ quan khí tượng quốc gia Mỹ cho biết bão Ida còn tạo ra ít nhất 7 lốc xoáy tàn phá cây cối tại khu vực Capco, bang Massachusetts, làm tốc một phần mái tại một trường trung học ở ngoại ô Philadelphia, gây hư hại những ngôi nhà tại đồi Molica và New Jersey. Siêu khuyến mại tháng 8, đặt càng nhiều hạ càng sâu, giảm giá đến 3% dành cho các đơn hàng đặt trên Tamda Express Brno. Và biết chương trình áp dụng với khuyến mại tăng trưởng. Thông tin chi tiết về chương trình xin truy cập website tamdaexpress.eu. Hưởng ứng thông điệp 5T của Bộ Y tế Việt Nam, sáng ngày 2 tháng 9 tại Thành phố Hồ Chí Minh, dự án bệnh viện tại nhà đã chính thức ra mắt tổng đài chăm sóc sức khỏe tại nhà với đầu số 1900-1277 nhằm kịp thời hỗ trợ điều trị bệnh nhân vượt qua giai đoạn khó khăn. Tại Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang có khoảng 83.000 F0 đang tự cách ly điều trị tại nhà, trong đó nhiều bệnh nhân lo lắng vì chưa tiếp cận ngay được các dịch vụ y tế tại chỗ. Tổng đài 1900-1277 ra đời sẽ kịp thời hỗ trợ F0 tiếp cận với đội ngũ y bác sĩ để được tư vấn về y tế cũng như được hỗ trợ thuốc men, oxy và các dịch vụ cần thiết khác. Sau 3 tuần hoạt động, dự án bệnh viện tại nhà đã hỗ trợ điều trị cho khoảng 2.000 F0. Với sự hỗ trợ của khoảng 250 y bác sĩ tình nguyện và nguồn tài trợ từ Quỹ hỗ trợ từ thiện CP Việt Nam, sắp tới dự án sẽ mở rộng địa bàn sang Bình Dương. Ngoài hoạt động hỗ trợ chăm sóc F0, dự án sẽ hỗ trợ điều trị các bệnh lý mãn tính khác. Đây cũng là hoạt động thiết thực hưởng ứng thông điệp 5T của Bộ Y tế. Tuân thủ 5K, test COVID-19, tiêm chủng, thực phẩm đầy đủ tại nhà và thầy thuốc đến tận nhà. Thông tin trên Cổng Thông tin Tiêm chủng Quốc gia cập nhật đến chiều ngày 2 tháng 9 cho biết, đến nay cả nước đã có gần 20,6 triệu liều vaccine COVID-19 được tiêm chủng trên tổng số, gần 30 triệu liều vaccine được tiếp nhận. Bộ Y tế đề nghị các tỉnh thành tiếp tục đẩy nhanh tốc độ tiêm chủng, tổ chức tiêm chủng tại nhiều cơ sở tiêm chủng cố định và lưu động. Bộ Y tế đã có văn bản gửi Sở Y tế tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Cục Y tế Bộ Công an, Cục Quân y, Tổng cục Hậu cần, Bộ Quốc phòng, các đơn vị trực thuộc Bộ Y tế được giao nhiệm vụ tiêm vaccine COVID-19. Theo đó, khẩn trương rà soát các đối tượng đã tiêm mũi 1 và kế hoạch tiêm mũi 2 vaccine COVID-19 cho các đối tượng đã được tiêm mũi 1 đủ thời gian tại đơn vị mình để chủ động tổ chức tiêm chủng ngay khi tiếp nhận đợt vaccine. Sở Tài chính Hà Nội ban hành văn bản về việc công khai thông tin giá các mặt hàng thiết yếu trong thời gian thực hiện chỉ thị số 17, công điện số 19 của Chủ tịch UBND TP Hà Nội về việc tăng cường các biện pháp thực hiện nghiêm giãn cách xã hội để ngăn chặn dịch bệnh COVID-19. Theo đó, 7 nhóm mặt hàng thiết yếu được công khai niêm yết gồm nhóm lương thực 18 mặt hàng, thực phẩm 7 mặt hàng, rau củ 5 mặt hàng, mì tôm 13 mặt hàng, gia vị 16 mặt hàng, đồ hộp 9 mặt hàng và bánh 29 mặt hàng. Sở Tài chính Hà Nội cho biết giá các mặt hàng niêm yết được tham khảo tại một số công ty, siêu thị, trung tâm thương mại lớn trên địa bàn thành phố. Khai giảng online đồng nghĩa với việc ngồi trước màn hình để theo dõi thay vì được hiện diện ở trường. Song không vì thế mà học sinh bất hứng thú với lễ khai giảng đặc biệt này, thậm chí nhiều em còn chờ đón trong tâm trạng háo hức. Không được trực tiếp đến trường dự lễ khai giảng, nhưng hai bạn học sinh này vẫn háo hức chuẩn bị cho lễ khai giảng từ đồng phục, sách vở cho đến những tâm thế sẵn sàng chào đón năm học mới. Mẹ con chuẩn bị cho con đồng phục, áo đẹp và váy đẹp ạ. Con mong muốn điều gì? Con mong muốn rằng là hết dịch Covid, con có thể quay lại trường con học ạ. Màn chào đón học sinh đầu cấp là hoạt động không thể thiếu của bất kỳ trường học nào. Tuy nhiên, thay vì diễu hành theo từng lớp ở sân trường, thì các em lại được hiện diện theo một hình thức khác. Thay vì là các con được bước ra ngoài sân khấu để chào, dưới sự chào đón của các thầy cô, thì là các con sẽ được chào đón thông qua các slide giới thiệu thông tin của lớp trên màn hình ạ. Trong điều kiện giãn cách vô cùng khó khăn, nhờ sự nỗ lực của các trường mà sẽ giúp cho học sinh vẫn có được những lễ kỷ niệm về khai giảng đáng nhớ trong cuộc đời của mình, thậm chí háo hức là tâm trạng chờ đón lễ khai giảng online của nhiều em. Trong khai giảng như thế này, thì con được biết là nhà trường có tổ chức phần hội cho học sinh, thì con cảm thấy rất là vui. Con mong chờ rằng ngày khai giảng năm nay sẽ để lại cho con rất nhiều ký ức thật là đẹp. Không được dự do lễ bế giảng và khai giảng trực tiếp thì ai cũng rất buồn. Nhưng đối với con thì bên cạnh việc buồn đấy, con cũng rất háo hức và mong chờ lễ khai giảng online. Vậy con rất mong chờ ngày tiệu trường của học sinh Nguyễn Tri Phương năm nay. Đây sẽ là lễ khai giảng đặc biệt nhất đối với bản thân con và tất cả học sinh của Nguyễn Tri Phương ạ.
hình thức thay đổi nên khó khăn gấp đôi, chuẩn bị gấp ba, nhưng các thầy cô vẫn cố gắng để trao truyền được thông điệp và ý nghĩa của ngày khai giảng trọn vẹn đến các em học sinh dù không được đến trường, và quan trọng hơn là gieo vào cho mỗi học sinh một tinh thần về sự khởi đầu của một năm học mới với nhiều hứng khởi mới. Thời gian gần đây, một số nghệ sĩ đăng tải thông tin về việc địa long run đất có tác dụng chữa COVID-19 khiến nhiều người không khỏi hoang mang. Trong đó đáng chú ý nhất là Angela Phương Trinh khi cô liên tục cập nhật thông tin về bài thuốc này. Về phía Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin Điện tử cho biết sẽ xử lý người nổi tiếng, nghệ sĩ lan truyền thông tin run đất có thể chữa khỏi COVID-19. Bộ Y tế cũng khẳng định chưa cấp phép lưu hành cho bất kỳ sản phẩm có thành phần địa long nào có tác dụng hỗ trợ điều trị COVID-19, cũng như chưa nhận được bất kỳ báo cáo khoa học nào chứng minh hiệu quả hỗ trợ điều trị COVID-19 của địa long. Cục An toàn Thực phẩm vừa phát đi cảnh báo về sản phẩm giả mạo, giấy công bố sản phẩm có tên xuyên tâm liên, được quảng cáo là thần dược, hỗ trợ điều trị phòng chống COVID-19. Sản phẩm được quảng cáo là có công dụng thần dược hỗ trợ điều trị phòng chống COVID-19, giảm ho, long đờm, chảy mũi do viêm họng, cảm lạnh, cảm cúm, trị khó thở do viêm phổi, viêm phế quản, tăng cường sức khỏe, tăng cường sức đề kháng, tăng miễn dịch cho cơ thể, phòng ngừa virus, vi khuẩn tấn công gây viêm đường hô hấp. Trước thông tin trên, Cục An toàn Thực phẩm khẳng định công ty trách nhiệm hữu hạn Hằng Thu Pharma chưa đăng ký bản công bố sản phẩm cho thực phẩm bảo vệ sức khỏe xuyên tâm liên tại Cục An toàn Thực phẩm. Hình ảnh giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm có dấu đỏ của Cục An toàn Thực phẩm là giả mạo. Sáng nay ngày 3 tháng 9 tại công viên trung tâm Bankaras đã diễn ra hội chợ Asia Zelena Obliska do Hiệp hội Infodra Czech tại Séc tổ chức. 20 gian hàng đã tham gia hội chợ nằm giới thiệu đa dạng và phong phú các sản phẩm và thương hiệu từ các nước châu Á đến với bạn bè Séc và quốc tế. Tập đoàn Tamda cũng đã tham gia hội chợ này với gian hàng số 1. Lần đầu tiên tham dự hội chợ Asia Zelena Obliska, tập đoàn Tamda mang đến một gian hàng với các sản phẩm đặc sắc đặc trưng của Việt Nam và châu Á, từ đồ hộp như mì, bánh kẹo cho đến đồ uống như cà phê, trà sữa. Đặc biệt, cũng tại sự kiện này, Tamda Group đã tổ chức một workshop hướng dẫn cách làm các món ẩm thực Việt Nam truyền thống như nem cuốn, nem rán. Cũng trong cái cương vị là tài trợ, với số tiền là 50.000 kurun. Ngoài ra thì công ty Tamda cũng quyết định là đến tham dự vào hội chợ cũng như là một trong những hình thức mà quảng bá các sản phẩm của công ty là thứ nhất. Thứ hai là mang đến những cái sản phẩm thú vị của châu Á đến với những người bạn tại Cộng hòa Séc. Tamda Foods hôm nay cũng chuẩn bị một chương trình dành cho các vị khách đến tham dự, là ngoài có thể mua những sản phẩm này thì chúng tôi cũng có một buổi workshop cũng như là giới thiệu cho các bạn người Séc làm thế nào để làm nem cuộn hay cũng như là các món như ví dụ là nem rán hay là chả giò của Việt Nam để các bạn có thể thử. Được tổ chức từ năm 2016, đây là năm thứ 6 hội chợ Asia Zelena Obliska được tổ chức do Hiệp hội Infodra Czech. Đây là hiệp hội hình thành nhằm mục tiêu chính là hỗ trợ việc hội nhập văn hóa của người Việt Nam vào xã hội Séc và giúp vượt qua rào cản giao tiếp cho mọi lứa tuổi và giúp người Việt Nam hòa nhập hoàn toàn vào xã hội Cộng hòa Séc thông qua các hoạt động khác nhau. Hội chợ là sự kiện để các nước giới thiệu, quảng bá các sản phẩm châu Á đến gần hơn với người dân Séc và các bạn bè quốc tế. Sự kiện nhằm giao lưu, gắn kết và tạo cơ hội hợp tác kinh doanh giữa các doanh nghiệp đang hoạt động tại Séc. Hôm nay chúng tôi chuẩn bị các ẩm thực của Hàn Quốc đến hội chợ Asia Zelena Obliska. Hôm nay chúng tôi mang đến món cơm bò, burger cơm bò cay hay burger cay. Những món ăn này chúng tôi có sử dụng ít thịt và phô mai, sốt và nhiều gia vị kết hợp cùng với nhau mang lại sự đặc trưng của món ăn Hàn Quốc. Chúng tôi cũng đem đến những món ăn đường phố của Hàn Quốc và chúng tôi cũng đã tham gia sự kiện năm nay là lần thứ 3 rồi. Chúng tôi cảm thấy rất vui vẻ và hạnh phúc khi ở đây ngày hôm nay. Trong khuôn khổ chương trình Jeme Naštice Společně được đồng tài trợ bởi Bộ Nội vụ Cộng hòa Séc, thành phố Praha cũng như Bộ Văn hóa Séc, Tòa thị chính thủ đô Praha và Tập đoàn Tamda. Đây là lần đầu tiên Tamda Group trở thành nhà tài trợ chính của Festival Asia Zelena Obliska.
Sang năm cùng với Praha 4, chúng tôi có chuẩn bị cuộc thảo luận về dân tộc thiểu số Việt Nam và mục đích chính là vì trẻ em Việt Nam, bởi vì tôi phát hiện ra rằng trẻ em Việt Nam bắt đầu mất nguồn gốc của mình. Các trẻ em Việt Nam đang sinh sống ở Cộng hòa Séc còn không thông thạo tiếng Việt, thậm chí còn không biết tình hình ở Việt Nam đang diễn ra sao. Tôi nghĩ rằng đã đến lúc tận dụng cái gọi là dân tộc thiểu số để bắt đầu làm việc xây dựng tại đây, chẳng hạn như trường học Việt Nam, để các bậc cha mẹ không phải thường xuyên gửi con về Việt Nam học nữa. Azeev Zalana Abliska giúp nâng cao nhận thức của cộng đồng về văn hóa châu Á, đồng thời thúc đẩy xã hội Séc hiểu hơn về con người, văn hóa, lối sống của người châu Á, trong đó có Việt Nam. Hội chợ cũng nhằm ủng hộ dự án Hiến tủy và trao sự sống, được thực hiện với sự hợp tác của các đơn vị cấy ghép, Bệnh viện Moto Praha và Cơ quan Đăng ký Hiến tặng Quốc gia Séc tại Plzeň. Hội chợ diễn ra từ 10 giờ đến 21 giờ ngày 3 tháng 9 với nhiều hoạt động liên quan. Vâng, vậy là những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi cũng đã khép lại điểm tin 24 giờ của chúng tôi. Ban biên tập 85 Media xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý khán giả đã quan tâm và theo dõi. Quý vị và các bạn cũng đừng quên like và share điểm tin 24 giờ. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.